À, xin chào mọi người, hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn Tử Vi ngày thứ 6, mùng 5 tháng 3 năm 2021 Âm lịch là ngày 22 tháng riêng năm Tân Sửu Và ngày hôm nay là ngày nhâm Tý, tháng canh dần, năm Tân Sửu Ngày này là ngày hoàng đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày Như giờ canh Tý, từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc bạch hổ, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên lao, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc nguyên vũ, giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc câu trần, giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình, giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh tang đồ mộc ngày nhâm tý tức can chi tương đồng thuộc thủy và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm tang đồ mộc kỵ tuổi bính ngọa, canh ngọ ngày thuộc hành mộc khác với hành thủy đặc biệt là tuổi canh ngọ mậu thân bính thìn thuộc hành thổ không sợ mộc ngày tý lục hợp với sửu tam hợp với thìn và thân thành thủy cục xung với ngọ hình mão hại mùi phá dậu và tuyệt tỵ về tuổi xung khác trong ngày tuổi giáp ngọ canh ngọ bính tuất bính thìn tuổi xung trong tháng tuổi nhâm thân mậu thân giáp tý và giáp ngọ về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp tốt mọi việc sao sinh khí tốt mọi việc nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ba nền, trồng cây; sao nguyệt không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường; sao ích hầu tốt mọi việc nhất là cưới hỏi; sao mẫu thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho; sao đại hồng sa tốt mọi việc; sao thanh long hoàng đào tốt mọi việc; sao sát cống đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát, sao thiên thủy, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên ngục, xấu mọi việc, sao thiên hỏa, xấu về lập nhà, sao phi ma sát, hay còn gọi là sao tai sát, kỵ về giá thú, nhập trạch, sao lộ ban sát, kỵ khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính Tây. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tý xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi tý đang gặp được ngày có chính tài giúp đỡ cái điều này làm cho bà tuổi tý đang có được một khoản tài lộc kha khá trong ngày có thể là những thành quả từ trước đó từ những quyết định đúng đắn của bạn bạn cần phải tiếp tục Quyết đoán hơn nữa trong tương lai để có được những cơ hội đáng quý giá không vụt bay mất và với bạn tuổi Tý, bạn là người thông minh nhanh nhẹ, nhưng đôi khi quản cậu thả, chưa dành được toàn bộ tâm huyết cho công việc. Tính cách này sẽ không được lãnh đạo đánh giá cao và khiến cho bạn khó thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp với mình. Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thủy khí vượng, bản mệnh cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở những người già và những người làm công việc ở bàn giấy. Bạn mạnh nên vận động vừa phải và không nên ngồi làm việc quá lâu một chỗ. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim sinh năm 1984 nhận được một khoản lời lại khả quan. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy sinh năm 1996 đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh đúng đắn. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa sinh năm 2008 cần phải cẩn thận hơn khi giải quyết những công việc được giao. Từ vi tuổi canh tý thuộc thổ sinh năm 1960 cố gắng làm việc để được lòng lãnh đạo. Từ vi tuổi nhâm tý thuộc mộc sinh năm 1972 chú ý giữ gìn sức khỏe, vận động hợp lý. Vài đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu thứ 6, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021 Ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là công việc của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang tiến triển vô cùng là suôn sẻ, nhờ bạn đang gặp được ngày có tam hội phù trợ, nhờ có những gợi ý hữu ích của cấp trên hoặc là đồng nghiệp mà bạn tuổi Sửu đã tìm ra được phương án giải quyết vấn đề hợp lý. Bên cạnh đó, bạn tuổi Sửu luôn cẩn thận khi làm bất cứ công việc gì hỗ trợ cho bạn nữa trong ngày hôm nay với bạn tuổi Sửu cái mối quan hệ xã giao của bạn cũng có được sự hài hòa giúp cho bạn mạnh gặp được người có cùng chí hướng với mình hai người có những mục tiêu tương đồng nếu cùng nhau cố gắng sẽ đạt được những thành tích rất đáng ngưỡng mộ cho dù hiện tại bạn gặp không ít khó khăn cũng hãy kiên trì lên nữa Tuy nhiên, vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khác với Thủy, nhắc nhở bạn mệnh tuổi Sửu cần phải quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Dường như bà tuổi Sửu đã quá bận rộn cho sự nghiệp nên lờ đi những điều người ấy đang làm cho mình. Bạn nên hiểu rằng tình cảm thì quý giá hơn tiền bạc rất chi là nhiều về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, sinh năm 1985, công việc tiến triển xuân sẻ, thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, sinh năm 1997, được người đi trước giúp đỡ giải quyết những khó khăn. Từ vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa sinh năm 2009 gặp được người có cùng chí hướng. Từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ sinh năm 1961 gặt hái được nhiều thành công. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc sinh năm 1973 quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn nữa. Và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ, tuổi dậu. Từ vi tuổi dần thứ sáu ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021 Ngày thứ sáu này với bà tuổi dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan giáng họa. Cái điều này cho thấy với bà tuổi dần rất có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Tiểu nhân sẽ tìm cách ngáng đường bạn khiến cho công việc của bạn tiến triển một cách chậm lại và khó khăn hơn bình thường. Tuy nhiên, với bạn tuổi dần, dù tình huống phải đối mặt có như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng cần phải hết sức giữ bình tĩnh. Nếu kích động, hành động nông nổi thì tức là bạn đã rơi vào bẫy mà tiểu nhân đặt ra rồi. Bạn cần phải tin rằng mọi việc đều có cách giải quyết của nó. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày có thủy sinh chôm mộc phượng bạn cũng là người biết chăm lo cho gia đình dù là nam hay là nữ và bạn biết rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng chứ không phải phụ thuộc vào riêng bất cứ ai bạn cũng biết tính cách này là một phần khiến cho bạn trở thành một quân giáp trời sinh quyến rũ người khác phái nữa Vai từ Vi tuổi Giáp Dần, thuộc Thủy, sinh năm 1974, cần phải chuẩn bị tinh thần gặp gỡ những điều không như ý. Từ Vi tuổi Bính Dần, thuộc Hỏa, sinh năm 1986, công việc tín trị chuẩn chậm lại, gặp nhiều khó khăn. Từ Vi tuổi Mậu Dần, thuộc Thổ, sinh năm 1998, à, hãy lạc quan hơn khi nghĩ về tương lai. Từ Vi tuổi Canh Dần, thuộc Mộc sinh năm 1950, biết chăm sóc cho gia đình, Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc Kim, sinh năm 1962 có trách nhiệm với người thân. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ Sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thìn, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ sáu ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi mão xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa mão dậu cho nên bạn tuổi mão rất dễ gây mất lòng người khác, bạn mệnh dễ đưa ra những quyết định thiếu đi sự chính xác vì không muốn nghe theo lời khuyên của bất cứ ai, quá tự tin vào khả năng của mình. Với bạn tuổi mão, nếu như muốn góp ý với người khác, bạn mệnh không nên lên án quá mạnh mẽ những lỗi sai do sơ suất của người khác, hãy sử dụng những từ ngữ uyển chuyển hơn, tránh việc gây tổn thương cho người nghe. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Mão lại đang gặp được ngày có thủy sinh chôm mộc vượng, may mắn bạn mệnh, có thể là một người vợ hoặc là một người chồng tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của mình. Vì vậy, bạn không nên giữ những điều khó chịu trong lòng mà nên giải tỏa ra cho tinh thần nhẹ nhõm hơn về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy sinh năm 1975 dễ gây mất lòng người khác tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa sinh năm 1987 coi thường ý kiến của mọi người tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ sinh năm 1999 à, chú ý cách ăn nói và cư xử của mình tử vi tuổi tân mão thuộc mộc sinh năm 1951 có tài nhưng cần phải khiêm tốn hơn tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim sinh năm 1963 vợ chồng tâm lý và thấu hiểu và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này sự nghiệp à, 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 3 số 6 giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh nước biển, quý nhân phụ trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tốt. Từ vi tuổi thìn, thứ 6, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có tam hợp phù trợ, thân tí thìn, cho nên bạn tuổi thìn cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào làm bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải kiên trì hơn để duy trì hứng thú trong một khoảng thời gian dài, chứ không nên cả thèm chóng chán. Và với bạn tuổi thìn, bạn hãy nhớ rằng, để thành công thì một khi đã quyết tâm làm bất cứ việc gì, bạn nên cố gắng và kiên trì đến cùng. Còn nếu như luôn bỏ dở công việc giữa chừng, bạn sẽ chỉ mang lại phiền phức cho người khác và chẳng bao giờ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo. Trong ngày này, bạn tuổi thìn cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, bạn mệnh và nửa kia có thể xảy ra hiểu nhầm trong ngày hôm nay và một khi có vấn đề xuất hiện, bạn cần phải bình tĩnh dành thời gian để nghe nửa kia giải thích chứ không nên chỉ nghe theo lời bàn tán của những người bên ngoài. Vài từ vi tuổi Giáp Thìn thuộc họ sinh năm 1964, hăng hái mọi khi bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ sinh năm 1976, không nên bỏ cuộc giữa chừng. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc Mộc, sinh năm 1988 nên rèn luyện tính kiên trì. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc Kim, sinh năm 2000 mối quan hệ vợ chồng không được hòa hợp cho lắm. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy, sinh năm 1952, không nên vội tin theo lời người ngoài. Và đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Thân. Từ vi tuổi Tỵ, thứ 6, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021 Ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi tỵ với đầu óc thông minh, nhanh nhạy có thể đưa ra những ý tưởng đột phá giúp ích cho sự phát triển của công ty. Bạn đạt được thành công lớn nếu như làm trong những lĩnh vực như là nghiên cứu, khoa học, nghệ thuật. Với bà tuổi tỵ, bạn cần phải chú ý mở rộng mối quan hệ với mọi người, rèn luyện khả năng làm việc nhóm. Bạn không thể làm được tất cả mọi công việc nếu như chỉ có một mình. Nhiều thời điểm, đồng đội sẽ mang lại cho bạn có được sự trợ giúp đắc lực nữa. Trong ngày này với bà tuổi tỵ lại đang gặp ngày có thủy khác với họ, bản mệnh tuổi tỵ nên quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn, chứ không nên dành hết thời gian cho sự nghiệp hay là cho sở thích như vậy. Tiền bạc là vật chất ngoài thân, mất rồi có thể kiếm lại được, nhưng một khi tình cảm đã phai nhạt đi thì có khó, khó có thể bù đắp được. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏ sinh năm 1965, đạt được thành công lớn trong công việc, nghệ thuật, khoa học nghiên cứu từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ sinh năm 1977 đưa ra các ý tưởng sáng tạo trong công việc từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc sinh năm 1989 rèn luyện khả năng làm việc nhóm mở rộng mối quan hệ từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim sinh năm 2001 quan tâm hơn tới gia đình từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy sinh năm 1953 không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích. Và đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. từ vi tuổi ngọ thứ sáu ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo dậu cho nên bạn tuổi ngọ trở nên rất nóng nảy, bạn khó có thể giữ được bình tĩnh và không biết cách tiết chế cảm xúc của mình nên thường hay có những hành động gây tổn thương hoặc là ác cảm với mọi người xung quanh trong các mối quan hệ xã hội bạn mệnh tuổi ngọ cũng có thể nhận ra rằng có nhiều đối tượng khác giới quan tâm tới mình tuy nhiên dường như đa số đều tiếp xúc với bạn nhằm mục đích riêng vì vậy tốt nhất là với bạn tuổi ngọ hãy chú ý giữ khoảng cách vừa phải với họ và xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi ngọ đây là một ngày thích hợp để cho bạn làm mọi việc cốt là không liên quan tới đất đai bạn có thể thực hiện những kế hoạch mà mình đã đặt ra từ trước đó bạn không nên lần lử hết lần này tới lần khác như vậy vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc Kim, sinh năm 1954, gây ác cảm với mọi người xung quanh. Từ vi tuổi Bính Ngọ, thuộc Thủy, sinh năm 1966, không biết tiết chế cảm xúc. Từ vi tuổi Mậu Ngọ, thuộc Hỏa, sinh năm 1978, nhận được sự chú ý của những người khác phái. Từ vi tuổi Canh Ngọ, thuộc thổ, sinh năm 1990, nên giữ khoảng cách với mọi người. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, sinh năm 2002, nên thực hiện những công việc đã được lên kế hoạch sẵn. Về đánh giá của bà tử ngọ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu tím màu hồng quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi mùi tuổi tốt Từ vi tuổi mùi thứ sáu ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021 Ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tương hại. Cái điều này gây ra nhiều tác động xấu cho bạn tuổi mùi, đặc biệt là ở lĩnh vực sự nghiệp. Những suy nghĩ, hành động bốc đồng có thể khiến cho bạn tuổi mùi vô ý đắc tội với những kẻ tiểu nhân đang rình rập chờ đợi thời cơ. Nhiều việc không được như ý muốn có thể xảy ra bất ngờ với bạn. Với những quan điểm không thống nhất cũng khiến cho mối quan hệ giữa bạn tuổi mùi và người thân trở nên không được máy hòa hợp. Và để giải quyết tình trạng này, cả hai đều cần phải cố gắng thấu hiểu nhau, đồng thời nhường nhịn nửa kia của mình một chút. Trong ngày này, nếu như bạn tuổi mùi có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính tây. Đây là hai hướng giúp cho công việc của bạn trở nên thuận lợi, suôn sẻ hơn nhiều. Về từ vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, sinh năm 1955, vô ý đắc tội với kẻ tiểu nhân. Từ vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, sinh năm 1967, những điều không như ý muốn có thể xảy ra bất ngờ. Từ vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, sinh năm 1979, vợ chồng có nhiều ý kiến bốc đồng, từ vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ sinh năm 1991 đôi bên cần phải cố gắng thấu hiểu nhau hơn từ vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc sinh năm 1900 1943 và 2003 cần cẩn thận với các mối quan hệ xã giao và đánh giá của bà tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Từ vi tuổi Thân thứ 6 ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021 ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng cái mối quan hệ giữa bạn tuổi thân với người trong gia đình vô cùng là hòa hợp bạn tuổi thân luôn dành thời gian để trò chuyện và thấu hiểu những suy nghĩ, cảm xúc của nửa kia. Nhờ thế mà, bạn có thể nhanh chóng phát hiện ra những vấn đề xảy ra với đôi bên với bạn tuổi than cho dù đã kết hôn hay là chưa, nếu như có ý định hâm nóng tình cảm đôi bên, bạn mệnh cũng có thể tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn. Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn bạn sẽ thấy tình cảm gia đình càng ngày càng thêm phần gắn bó hơn. May mắn hơn, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có thực thần phù trợ giúp cho bạn mệnh đạt được những khoản thu nhập khá nếu như bạn đang làm những ngành nghề tự do, kinh doanh buôn bán cần phải mở rộng mối quan hệ của mình bạn có thể tìm được những mối đầu tư rất đáng giá hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận trong tương lai cho bạn vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy sinh năm 2004 và 1944. Mối quan hệ vợ chồng hòa hợp, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa sinh năm 1956, luôn cố gắng thấu hiểu nửa kia. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ sinh năm 1968 nên hâm nóng tình cảm gia đình. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc sinh năm 1980 đạt được lợi nhuận cao trong công việc làm tự do, ngành nghề kinh doanh buôn bán, tử vi tuổi nhâm thân, thuộc kim, sinh năm 1992, mở rộng mối quan hệ để làm việc tăng thêm lợi nhuận cho mình. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi tuất. Từ vi tuổi dậu, thứ sáu, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021 ngày thứ sáu này với bà tuổi dậu xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi dậu không nên chủ quan trong công việc ngày hôm nay do bạn đang phải đối đầu với cục diện ngũ hành tương phá gây ra nếu như bà tuổi dậu không chú ý rất có thể những công việc tưởng chừng như đã thành công trong tầm tay sẽ gặp phải trở ngại bất ngờ bà tuổi dậu có biết những điều không mong muốn có thể đến với mình một phần nào là do bàn tay của kẻ tiểu nhân. Do đó, bản mệnh cần phải quan sát những hành động của mọi người xung quanh nhiều hơn để phát hiện ra ai là người đang có ý chơi xấu bàn. Cho dù công việc của bạn tuổi Dậu có gặp phải trở ngại đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng không nên giấu ở trong lòng mà nên phải chia sẻ tâm sự với nửa kia hoặc là những người mà mình tin tưởng hai người luôn nghĩ ra nhiều giải pháp hơn là một người và đây cũng là thời điểm để mối quan hệ giữa bạn và mọi người càng thêm gần gũi hơn nữa về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy sinh năm 1945 và 2005 công việc gặp nhiều trở ngại bất ngờ tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa sinh năm 1957 chú ý có kẻ ném đá dấu tay tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ sinh năm 1969 nên bình tĩnh tìm hướng giải quyết tử vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc sinh năm 1981 không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng, tử vi tuổi Quý Dậu thuộc Kim, sinh năm 1993, tâm sự với nửa kia nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ Sáu này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu bạc, quý nhân phù trợ tuổi than, tuổi giàu, tuổi thìn. Tử vi tuổi tuất thứ sáu ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tuất xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi tuất đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, cái điều này cho thấy về mối quan hệ xã giao của bạn không được tốt đẹp cho lắm. Bản mệnh có thể nhận ra rằng xung quanh mình có quá nhiều kẻ nịnh bợ muốn lợi dụng người khác để kiếm lợi ích cho mình và để tránh rắc rối xảy ra với bà tuổi tuốt cần phải giữ khoảng cách với họ. Với bà tuổi tuốt cũng cần phải quan tâm nhiều hơn tới gia đình của mình và lắng nghe những suy nghĩ của nửa kia không nên áp đặt những suy nghĩ của mình và bắt người khác phải nghe theo bởi chưa chắc chắn những quan điểm của bạn đã là đúng đắn tỷ kim chiếu mệnh cho thấy bạn tuổi tuất trong ngày hôm nay có thể sẽ gặp phải rắc rối trong công việc bạn có thể cảm thấy mình bị cô lập khi không nhận được sự ủng hộ của bạn bè hoặc là đồng nghiệp bạn hãy thử quan sát và suy nghĩ lại xem mình làm sao lại rơi vào tình cảnh ấy về tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ sinh năm 1994 xung quanh có quá nhiều kẻ giả tạo tử vi tuổi bính tuất Thuộc thổ, sinh năm 2006 và 1946, không nên áp đặt những suy nghĩ của mình cho người khác. Tử vi tuổi Mậu Tốt, thuộc Mộc, sinh năm 1958, nên lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Tử vi tuổi Canh Tuất, thuộc Kim, sinh năm 1970, không nhận được sự đồng tình của mọi người trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc Thủy, sinh năm 1982, hãy suy nghĩ lại những điều mà mình đã làm. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ tuổi thân Từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021 Ngày thứ sáu này với bà tuổi hợi xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày có tam hội nâng đỡ cho nên với bạn tuổi hợi dễ dàng gây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa thêm vào đó nhờ bản tính hiền lành tốt bụng, bạn tuổi hợi luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Khi có ai đó gặp phải khó khăn, mọi người luôn yêu mến và tôn trọng bạn nữa. Bạn mệnh tuổi hợi còn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Nếu bạn còn đang bông lung với con đường trước mắt thì quý nhân sẽ chỉ ra giúp cho bạn những hướng đi thích hợp, đồng thời có phương án giải quyết những vấn đề trước mắt. Tuy nhiên, bạn tuổi hợi trong ngày này lại đang gặp ngày có thủy khí vượng lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi hợi là bạn cần phải chú ý hơn tới tình hình sức khỏe của mình không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể chỉ vì công việc quá bận rộn việc tập thể dục thể thao là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho mình về từ vi tuổi ất hợi thuộc họ sinh năm 1995 nhận được sự yêu mến của nhiều người từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ sinh năm 2007 sẵn lòng giúp đỡ người khác từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc sinh năm 1959 có cơ hội gặp được quý nhân từ vi tuổi tân hợi thuộc kim sinh năm 1971 có phương hướng chính xác cho tương lai từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy, sinh năm 1983, cần phải chú ý tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi hỏi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.